Thưa bà, thưa cô, thưa chị, thưa chú, thưa bác, thưa chị và các bạn. Hôm nay con học giỏi, con được cái này. Này gì vậy con? Curvature Triangular Pencil. Này viết chì, bánh, với này. Này viết màu hả? Dạ không, Triangular. À, viết lên cái bảng á hả? Dạ. À. Lại con ôm cô hả? Lúc đó mày dạ. chiên cá ở ngoài á, con với nước đại chạy ra. Tội nghiệp cô quá ha, trời mùa đông này mà cô chạy lái xe tới nhà cô cho á hả? Bữa hổm con có con bịch vậy nè, cái con với mông cát ăn á. Cái có con với đại à. Vậy hả? Rồi cái lỡ hết rồi Út xin hả? Út xin rồi cái con nói mơ mốt mà chị gái học giỏi nữa rồi cô giáo cho rồi chị cho Út ăn phải không? Không cho quà chứ. À, cho quà hả? Rồi cho Út hả? Giỏi quá. Gái học nha con. Dạ. Được cái này con vui không? Dạ vui. Con biết tại sao con được không? Con học giỏi. Giỏi. Mốt gái học nha. Con được này con vui rồi, ba mẹ cũng vui nữa biết không? Nãy anh Quốc Đại cũng vui nữa đó. Út cũng vui luôn á. Rồi con có cho anh Quốc Đại với Út ăn chung không? Giỏi. Mình là anh em mà phải yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau biết không? Mình phải chia nhau hả con ha? Không anh ha? Trả lời. Trả lời. Dạ. Yeah. Ai mạnh hơn? Ai mạnh hơn? Ai mạnh hơn? Ui dồi dồi ôi, mong anh mạnh quá ta ơi. Giỏi. Mẹ lại lại. Ui dồi 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 dồi. Mẹ thua rồi. Mốt gái học giỏi cái được có quà nữa ha. Dạ. Cố lên. Dễ gì. Quốc Đại ngồi học online ở nhà vậy đây. Có trường đưa máy vi tính với dụng cụ học về với tài liệu. Khi nào mà có tài liệu học mới thì cô kêu qua trường lấy. Nãy em có quà hả Đại? Dạ. Con chạy ra con nói với mẹ con vui lắm phải không? Mẹ đang chiên cá ngoài á. Mốt gái học nghe Quốc Đại. Gái học nghe con. Học trên máy, cô dạy trên máy vậy đó. Anh gái học nghe này. Dạ lớn lên con.